Quỳnh Dung xin kính chào quý khán giả SBTN nước Châu. Kính mời quý vị theo dõi bản tin hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2014 với những nội dung chính sau đây. Ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới ở Tây Úc. Cảnh sát Nam Dương bắn nhau với khủng bố. Thủ tướng Tony Abbott và vấn đề thổ dân. Tiếp theo đây là nội dung chi tiết, để mở đầu là bản tin liên quan đến hàng ngàn người ở Tây Úc vẫn chưa có điện. Thưa quý vị, trong khi người dân ở các tiểu bang khác trên cả nước Úc đang chiêm ngưỡng pháo hoa và ăn mừng năm mới, thì 2.000 ngôi nhà và doanh nghiệp ở thành phố Pilbara, Tây Úc vẫn đang trong tình cảnh không có điện sinh hoạt và sản xuất vì bão nhiệt đới Christine. Cơn bão cấp 3 đã ập vào bờ biển lúc nửa đêm hôm thứ Hai theo giờ địa phương, phá hủy 4 ngôi nhà, bật gốc nhiều cây cối và đứt đường dây điện. Bà Jennifer Fry thuộc công ty điện lực Horizon cho biết, thị trấn Karata là cộng đồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Hiện vẫn còn 1.800 khách hàng của Horizon ở đây vẫn chưa có điện và công ty đang làm việc hết sức tích cực để có điện trở lại càng nhanh càng tốt. Trong khi đó, ở Roburn có 600 người và 200 người ở Samson chưa có điện sinh hoạt. Khoảng 4.500 trong số 7.000 khách hàng của Horizon bị ảnh hưởng đã có điện trong 24 giờ qua. Cơn bão đã hạ xuống thành áp thấp nhiệt đới, nhưng vẫn tiếp tục gây mưa lớn khi di chuyển vào phía bắc Goldfields. Ông Matt Bordenhoven từ phòng khí tượng cho biết, cư dân ở Goldfields có thể sẽ phải chống chọi với gió mạnh và mưa nhiều vào ngày đầu năm mới. Lượng mưa ở Mekatara đo được từ 9 giờ sáng ngày hôm qua là 68mm. Bản tin tiếp theo liên quan đến cảnh sát Nam Dương bắn nhau với khủng bố. Thưa quý vị, vụ này xảy ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Úc Đại Lợi khuyến cáo công dân Úc Đại Lợi đi du lịch Nam Dương là có khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố vào các điểm nóng du lịch ở nước này. Hơn 6.000 cảnh sát đã được điều động canh gác qua đêm chung quanh khu vực thủ đô Jakarta trong lúc khoảng 2 triệu người dân xuống đường ăn mừng năm mới. Cảnh sát Nam Dương ở ngoại ô Jakarta đã đấu súng với một nhóm tình nghi là khủng bố. Cảnh sát đã bao vây ngôi nhà ở thị trấn Tangerang, phía tây thủ đô Jakarta, nơi được cho có 4 thành viên của một tổ chức khủng bố đang cư trú. Một nghi can trong nhóm đã bị bắn chết. Các phóng viên tại hiện trường cho biết rằng có một tiếng nổ lớn khi cảnh sát đột kích vào nhà. Đến sáng ngày hôm nay, cuộc đấu súng vẫn còn đang tiếp diễn với những tiếng súng thỉnh thoảng vang lên. Cảnh sát đã nói với các phóng viên tại hiện trường rằng những người đàn ông trong nhà có liên quan đến một tên khủng bố có tên là Abu Omar Omar. Chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Nam Dương, ông Sutherland, có mặt tại hiện trường trong vụ tấn công này. Kỷ niệm thủ đô Canberra 100 tuổi. Thưa quý vị, cảnh sát ACT mô tả đêm giao thừa của Canberra như là một thử thách, nhưng cho biết hầu hết những người tham gia sự kiện này đều chấp hành tốt. Hơn 45.000 người đã đổ xô vào khu vực trung tâm Canberra đêm ngày 31 tháng 12 vừa qua để chia tay lễ kỷ niệm 100 năm của thành phố này và đón chào năm mới. Những điểm tập trung chính là buổi hòa nhạc gia đình với sự xuất hiện của ban nhạc Rock UMI ở quảng trường Civic, buổi dạ tiệc ở Garamar Place và sự kiện pháo hoa lúc 9 giờ tối và nửa đêm. Tuy nhiên, có 39 thanh niên và 7 người lớn bị bắt giữ do say rượu, gấp đôi con số năm ngoái. Ngoài các vụ bắt giữ thì cảnh sát cũng cho biết là khá hài lòng về hành vi của những người tham gia. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hơi thở 867 lần một cách ngẫu nhiên, gấp 3 số lần kiểm tra so với năm ngoái và chỉ có 2 người có nồng độ rượu hơi thở vượt mức cho phép. Ngoài ra, chỉ có 2 người bị bắt do chạy quá tốc độ. Tin tiếp theo liên quan đến tàu thám hiểm bị mắc kẹt ở Nam Cực. Thưa quý vị, theo tin từ Nam Cực cho hay, hành khách trên chiếc tàu nghiên cứu bị mắc kẹt trong băng ở Nam Cực đã mừng năm mới ngay trên con tàu. Lãnh đạo đoàn thám hiểm giáo sư Chris Turney và thủy thủ đoàn đã thực hiện một video clip mừng năm mới, trong đó có một bài hát được tải lên YouTube. Giáo sư Turney cho biết, thời tiết tương đối ấm hơn nhưng tầm nhìn vẫn còn rất kém. Một chiếc trực thăng đang chờ để bốc các hành khách đến tàu phá băng của Trung Quốc ở gần đó khi thời tiết giảm bớt khắc nghiệt. Phát ngôn viên của đoàn thám hiểm Alvin Stone cho biết điều kiện thời tiết còn quá khắc nghiệt để máy bay trực thăng có thể hạ cánh. Ngày hôm qua, họ đã bỏ thời gian để chuẩn bị một sân bay trực thăng trên băng nhờ băng khá dày, trên 3 mét và là băng cũ. Phát ngôn viên cho biết thời tiết đã ấm lên một cách ngạc nhiên là chỉ có 1,5 độ dưới không. Tuy nhiên, gió lớn, độ ẩm cao và tầm nhìn quá hạn hẹp nên trong vòng 12 giờ tới vẫn chưa thể thực hiện bất cứ việc cấp cứu nào. Theo dự trù thì hành khách sẽ được đưa về Úc qua trạm Casey bằng tàu phá băng Aurora Australis của Úc Đại Lợi.
Tin tiếp theo liên quan đến Thủ tướng Tony Abbott và những vấn đề về thổ dân. Thưa quý vị, Thủ tướng Tony Abbott nói rằng ông sẽ dùng năm 2014 để bắt đầu thảo luận việc công nhận người bản địa trong hiến pháp. Chính phủ lao động trước đây đã hoãn kế hoạch cho một cuộc trưng cầu về vấn đề này bởi lập luận cho rằng không có đủ sự hỗ trợ của cộng đồng. Ông Abbott đã sử dụng thông điệp này ngày đầu năm mới của mình để phất lá cờ thu hút sự ủng hộ công việc then chốt hàng đầu trong năm nay. Ông nói sẽ bắt đầu thảo luận về một cuộc trưng cầu hiến pháp để công nhận những người Úc đầu tiên. Điều này làm hoàn chỉnh hiến pháp chứ không phải làm thay đổi nó. Ý định của ông Tony Abbott đã được hoan nghênh bởi Warren McDine, người đứng đầu Hội đồng Tư vấn Thổ dân của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng ông nói sự bàn thảo nhiều hơn sẽ rất cần để xây dựng nền tảng vững mạnh cho sự thay đổi và để thành công. Các đề nghị phải đúng đắn, nó không chỉ là sự ủng hộ của đa số người dân mà còn là sự ủng hộ của số đông các tiểu bang, trở lực tăng gấp đôi nên cần rất thận trọng. Canberra có nhiều nhân vật nổi tiếng hơn các chính trị gia. Theo tin từ Canberra cho hay, thưa quý vị, các thống kê của Google cho thấy người dân Canberra quan tâm đến những người nổi tiếng hơn là các chính trị gia. Paul Walker là người giữ vị trí đầu được tìm kiếm trên mạng nhiều nhất trong năm 2013 sau khi ngôi sao Fast and Furious này chết trong một vụ đụng xe vào tháng 11 vừa qua. Vị trí thứ ba thuộc về ngôi sao truyền hình Cory Monteith, chiếm vị trí thứ tư là sự kiện hoàng tử George vừa ra đời và vị trí thứ năm là trang web Địa ốc O'Holmes. Cựu Thủ tướng Kevin Rudd được cư dân Canberra truy cập nhiều nhất trong giới chính trị gia, kế đến là thành viên Quốc hội Đảng Tự do bị lật đổ Sophie Marie Ballard và vị tỷ phú tham gia Quốc hội Clive Palmer giành vị trí thứ hai và thứ ba. Thủ tướng Tony Abbott không nằm trong top 10 các chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất. Ông Scott Morrison đứng vị trí thứ 6 và Greg Hunt vị trí thứ 8. Người đứng đầu phe đối lập Bill Shorten đứng vị trí thứ 4. Cũng theo thống kê này, kỷ niệm 100 năm thủ đô Canberra thu hút sự chú ý cao nhất hồi đầu và luật đồng tính của ACT gây sự chú ý lớn nhất trên toàn cầu, khiến lượt tìm kiếm hôn nhân đồng tính tăng gần 50% khi luật này được thông qua. Trộm lấy đi nhiều lượng vàng trị giá 200.000 đô la. Thưa quý vị, theo tin từ Queensland, cảnh sát cho biết những kẻ trộm đã dùng một thùng rác có bánh xe để ăn cắp một số vàng trị giá 200.000 đô la từ một gia đình ở Ellicott thuộc Upper Caledon, phía bắc thành phố Brisbane. Theo cảnh sát, những tên trộm thâm nhập vào nhà từ khoảng 6 giờ tối đêm giao thừa đến 3 giờ sáng ngày đầu năm mới. Nhiều phòng trong ngôi nhà đã bị lục tung, két sắt bị phá và lấy đi 75 kg kim loại quý gồm vàng miếng, bạc miếng và tiền xu. Cảnh sát nói thùng rác có bánh xe thường được dùng trong các hộ gia đình đã được những tên trộm sử dụng để chuyển chiến lợi phẩm ra xe khác đã đợi sẵn bên dưới khu nhà. Nếu người dân thấy bất cứ ai có hành động đáng ngờ hoặc nhìn thấy những chiếc xe lạ trong khu Ellicott thì hãy liên lạc ngay với cảnh sát. Liên quan đến số cá sấu bị bắt ở vùng Top End giảm so với năm ngoái là bản tin tiếp theo, thưa quý vị. Tổng cộng đã có 225 con cá sấu nước mặn bị bắt trong khu vực đường thủy Bắc Úc năm 2013. Nhân viên kiểm lâm thuộc Công viên Ủy ban Động vật Hoang dã Bắc Úc, Jenny Best, cho biết trong số này có 190 con cá bị bắt trong vùng Darwin và 15 con từ vùng Catherine. Theo bà Best, dù số cá sấu bị bắt năm nay ít hơn con số kỷ lục của năm 2013 là 314 con, người dân trong vùng Top End cũng không nên tự mãn và ỷ lại. Với trung bình 4 con cá sấu bị bắt một tuần ở vùng biển Top End sẽ là một lời nhắc nhở cho công chúng có cách hành xử thông minh hơn, không đặt mình và những người khác vào tình huống có nguy cơ bị cá sấu tấn công. Cần cực kỳ thận trọng trên tất cả các tuyến đường thủy và chú ý đến những dấu hiệu an toàn. Đội ngũ quản lý cá sấu trong thời gian qua đã dùng các loại bẫy và tàu thủy được trang bị đầy đủ các thiết bị bắt cá sấu như giá đỡ, đặc biệt có lao móc. Cá sấu lớn nhất trong số 225 con bị bắt là một con cá sấu dài 4,7 mét bị tóm ở sông Mary hồi tháng 8 vừa qua. Nó đã bị bắt sau khi tấn công và giết một người nhân viên công nghệ thông tin ở Darwin là anh Sean Cole, 26 tuổi, khi anh này cố gắng bơi qua sông. Cá sấu cửa sông rất phổ biến ở vùng Top End. Loại này có thể thích nghi với nhiều hệ thống đường thủy như hệ thống nước ngọt hay các khu vực bị ngập lụt. Để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin quý vị cùng theo dõi tiếp phần tin tức. Nước Úc đón năm 2014 với pháo hoa rực rỡ. Thưa quý vị, hàng triệu người dân Úc đã được thưởng thức pháo hoa lung linh trong thời khắc đón giao thừa năm 2014. Khoảng 1,5 triệu người đã tập trung tại cảng Sydney để thưởng thức màn pháo hoa lớn nhất được bắn lên từ nhà hát Opera House và cảng Sydney. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua, nhà hát Opera House trở thành địa điểm chính của màn bắn pháo hoa rực rỡ. Nghệ sĩ Greg Mombasa, người nổi tiếng với thương hiệu trang phục lướt sóng Mambo, là người đã sáng tạo ra màn trình diễn pháo hoa tại đây.
Tại Melbourne, khoảng 500.000 người đã tập trung về các khu vực trung tâm để đón mừng năm mới, trong đó có khoảng 50.000 người tập trung tại khu vực hành chính Canberra. Các phương tiện giao thông công cộng miễn phí, xe lửa và xe bus tăng cường được triển khai tại hầu hết các thành phố lớn để đưa người dân trở về nhà an toàn. Lễ hội trước nửa đêm tại cảng Sydney hơi mất hào hứng một chút khi có hai tàu đụng nhau trên đảo Garden. Cảnh sát đã phải đến trợ giúp một chiếc thuyền bị chìm một phần, khoảng 100 người cũng được chuyển sang một con tàu khác khi nó bị chìm. Ba người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có một người bị thương nặng, hai người khác được các nhân viên y tế điều trị tại chỗ. Xếp hàng dòng dã 5 đêm để có được đồng tiền đúc đầu tiên của năm mới. Thưa quý vị, nhiều nhà sưu tập đã ao ước sở hữu đồng tiền đúc đầu tiên của năm mới và với một thanh niên đến từ Sydney là quá may mắn khi cậu 2 năm liên tiếp có được vinh dự này. Harley Russell đã xếp hàng 5 ngày dòng dã bên ngoài xưởng đúc tiền đồng Hoàng gia Úc RAM ở thủ đô Canberra để có cơ hội giành được đồng xu đầu tiên của năm 2014. Năm ngoái, Harley và gia đình cũng đã xếp hàng đợi 4 ngày để có được đồng xu đầu tiên của năm 2013. Việc phát hành tiền xu hàng năm thu hút hàng trăm nhà sưu tập từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi xếp hàng rồng rắn chỉ mong có trong tay đồng tiền xu đầu tiên của năm mới được đúc ra. Một nhà sưu tập lớn đã chịu bỏ ra $2,000 để mua lại đồng tiền của Harley nhưng cậu đã từ chối. Chàng thanh niên 14 tuổi này bắt đầu quá trình sưu tập của mình từ hơn 3 năm trước khi cậu được ông nội của mình cho những tiền đồng xu mà ông đã sưu tập được. Harley cũng chính là người giành được đồng xu cuối cùng của năm 2012 và cho biết rất hứng thú với thiết kế, công đoạn sản xuất cũng như lịch sử của các đồng tiền. Giám đốc của RAM, ông Ross McDiarmid, bày tỏ sự vui mừng khi thấy nhiều người trẻ thích sưu tập tiền xu vì ông vẫn nghĩ sở thích này đã chết trong cộng đồng. Đồng xu mới của năm 2014 có thiết kế nhằm đánh dấu 200 năm tạp chí Flinders xuất bản với hình kỷ niệm chuyến đi của Matthew Flinders trên biểu đồ địa lục của Úc. Múi giờ của Canberra cũng góp phần làm cho đồng tiền xu đầu tiên mang ý nghĩa toàn cầu. Mặc dù không phải là quốc gia hay vùng lãnh thổ đầu tiên đón ánh sáng mặt trời đầu tiên của năm mới, nhưng Úc Đại Lợi là quốc gia đầu tiên trong khu vực đảo Thái Bình Dương sản xuất tiền xu. Công ty Target của Úc Đại Lợi trấn an khách hàng là thẻ của họ vẫn an toàn. Thưa quý vị, công ty Target tại Úc đã bảo đảm với khách hàng rằng thẻ mua hàng của họ không gặp bất kỳ vấn đề nào sau những thông tin về việc Target tại Hoa Kỳ đã gặp rắc rối với tin tặc trong dịp lễ Giáng sinh. Hãng bán lẻ lớn thứ hai của Mỹ nói rằng một số lượng thẻ không xác định đã được kích hoạt không đúng cách trong dịp Giáng sinh vừa qua. Công ty Target tại Úc thì tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ không có liên kết với Target Mỹ và không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tin tặc hay gặp phải các rắc rối gì khác. Tổng giám đốc của công ty Target Úc Đại Lợi, ông Jim Cooper cho biết trong một tuyên bố là Target Úc Đại Lợi không gặp bất cứ vấn đề nào về thẻ tín dụng hoặc thẻ mua hàng, tất cả đều bình thường. Hồi đầu tuần trước, hãng Reuters nói có đến vài trăm ngàn thẻ mua sắm của Target Mỹ bị tin tặc tấn công. Không rõ mức độ xâm nhập của đợt tấn công là bao nhiêu, nhưng Target nói không có thiệt hại gì đáng kể. Hãng này nói rằng đang dùng công nghệ bảo mật mã số của Hoa Kỳ, nhưng có rất nhiều ngân hàng đang cố gắng phát hành thẻ với công nghệ bảo mật mới để thay thế. Tiếp theo đây là bản tin thời tiết cho ngày mai. Thưa quý vị, tại Darwin có thể có dông và bão nhẹ, nhiệt độ thay đổi từ 25 đến 34 độ. Tại Alice Springs trời nắng cả ngày, nhưng mát, nhiệt độ trung bình từ 24 đến 37 độ. Tại Perth trời nắng, gió nhẹ và mạnh dần vào buổi trưa, sau đó giảm dần vào buổi chiều tối, nhiệt độ thay đổi từ 14 đến 27 độ. Tại Adelaide, mây từng phần, sáng sớm có mưa, có thể đến chiều dông và mạnh dần vào buổi tối, nhiệt độ thay đổi từ 16 đến 23 độ. Tại Hobart, mây từng phần, mưa vào sáng sớm và phía nam mưa suốt buổi chiều tối, có gió mạnh và giảm dần, nhiệt độ trung bình từ 11 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, có mưa vào buổi sáng và buổi chiều, có gió nhẹ và tăng dần vào buổi chiều tối, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 23 độ. Tại Canberra, trời nhiều mây, có thể có mưa vào buổi sáng và buổi đầu buổi chiều, có gió nhẹ vào buổi chiều, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 30 độ. Tại Brisbane, trời nắng và rất nóng, có mưa dông suốt buổi chiều tối, có gió nhẹ và tăng dần vào giữa ngày, nhiệt độ thay đổi từ 23 đến 37 độ. Sau cùng là Sydney, mây từng phần, có thể có mưa nhẹ vào buổi sáng và đầu buổi chiều, có gió nhẹ và nhiệt độ thay đổi trung bình từ 21 đến 27 độ.
Tiếp theo đây là bản tin về hối suất. Thưa quý vị, hôm nay một úc kim đổi được tương đương với 0,89 đô la Mỹ, đổi được 18.749 đồng Việt Nam, trị giá 0,65 euro, bằng 6,89 đô la Hồng Kông, bằng 29,09 đồng bạc Thái Lan, đổi được 93,61 đồng yen của Nhật và bằng 1,08 đô la New Zealand. Để tiếp tục chương trình thời sự ngày hôm nay, kính mời quý khán giả cùng theo dõi phần phân tích thời sự. Kính chào quý khán thính giả của SBTN Úc Châu. Kính thưa quý vị, trong tiết mục phân tích thời sự ngày hôm nay, Phan Đông Bích xin trình bày cùng quý vị đề tài Việt Nam không nên xây dựng nhà máy điện hạt nhân vì thiên tai có thể gây ra thảm họa cho hàng triệu người dân ở miền Trung. Kính thưa quý khán thính giả của SBTN Úc Châu, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang trên đường thực hiện định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân giai đoạn từ năm 2014 đến 2030 do Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt hồi tháng 6 năm 2010. Theo đó, 14 nhà máy điện phản ứng hạt nhân được dự tính xây dựng chủ yếu ở miền Trung Việt Nam, gồm 5 tỉnh Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Hà Tĩnh, với các khoản chi phí khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim từ nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn vay nợ. Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 11 năm 2013 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về khí hậu lần thứ 19 họp tại Warsaw, Ba Lan, với đại diện của hơn 190 quốc gia đã đạt được một thỏa thuận sau khi phải kéo dài thêm một ngày. Thỏa thuận này ở Warsaw, Ba Lan đặt ra những nền tảng đầu tiên cho một hiệp định về khí hậu sẽ được ký kết tại Hội nghị Paris năm 2015 với mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ của trái đất không quá 2 độ C, trong khi mà cứ theo xu thế hiện nay, nếu không có sự can thiệp nào, nhiệt độ trái đất sẽ tăng hơn 4 độ C. Thưa quý khán giả của SBTN Úc Châu, giới chuyên gia lo ngại rằng hàng loạt dự án điện hạt nhân tại miền Trung Việt Nam có thể biến thành thảm họa hạt nhân, vì Việt Nam là một trong các khu vực trên thế giới có nguy cơ phải chịu nhiều thiên tai rủi ro nhất trước các biến đổi khí hậu do nhiệt độ trái đất bị hâm nóng. Miền Trung Việt Nam với dải đất hẹp dọc theo Biển Đông là một trong các khu vực có thể phải hứng chịu những thiên tai do biến đổi khí hậu bất thường như bão, lũ lụt, thậm chí động đất và sóng thần. Theo cơ quan Maplecroft là cơ quan phân tích thiên tai rủi ro của Anh Quốc, nhóm quốc gia thứ hai là những nước chịu những rủi ro cực độ là Ấn Độ đứng thứ 20, Pakistan đứng thứ 24, Việt Nam xếp thứ 26. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có nguy cơ đặc biệt lớn lao. Những thiên tai cho nước ta cũng giống như nhiều nước khác là bão ngày càng lớn hơn, thường xuyên hơn, ngập lụt tăng cao do nước biển và sông sói mòn, đất trượt, tài nguyên nước và dự trữ nước ngọt giảm, mực nước biển tăng, ngập úng, mặn hóa, hiệu suất nông nghiệp giảm, đói kém, tử vong tăng do các dịch bệnh vì nhiệt độ tăng. Những trận lũ lụt kinh hoàng như vào tháng 11 năm 2013 vừa qua tàn phá miền Trung Việt Nam có nguy cơ sớm trở lại và đặt dân chúng vào tình thế hết sức nguy hiểm. Tệ hại hơn nữa là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho phép các đập thủy điện xả thêm nước từ các bể chứa một cách tàn ác và vô trách nhiệm, khiến cho lũ lụt thêm nguy hiểm trầm trọng cho hàng trăm ngàn gia đình. Một nghiên cứu hồi năm 2011 của ba nhà khoa học Ý nói tiền lệ lịch sử cho thấy bờ biển Việt Nam có nguy cơ bị ảnh hưởng của sóng thần do động đất xuất phát từ ngoài khơi Biển Đông gây ra. Bản đồ mô phỏng của họ cho thấy Ninh Thuận, nơi được chọn để xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, và một số tỉnh lân cận dễ bị ảnh hưởng của sóng thần nhất. Ninh Thuận cũng như 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Hà Tĩnh đều sẽ gặp nguy cơ lớn nếu có một biến cố thảm họa hạt nhân xảy ra. Vì theo chương trình điện hạt nhân của Việt Nam, cả thảy 14 lò phản ứng từ 1.000 MW đến 1.500 MW điện sẽ được xây cất ở 5 tỉnh miền Trung này. Một thảm họa như ở Chernobyl hay Fukushima xảy ra thì cả miền Trung sẽ bị phóng xạ bao trùm và đất nước ta sẽ bị chia cắt làm đôi hàng trăm năm và nền kinh tế sẽ bị tê liệt ngay trong thời gian ngắn. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9 năm 2013, giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên cố vấn chiến lược tổ hợp công ty điện lực quốc gia Pháp là EDF đã nói, nguy cơ bất cứ năm tỉnh đó gặp phải nếu có một thảm họa như ở Chernobyl hay ở Fukushima xảy ra, phóng xạ sẽ lan tràn toàn tỉnh và xung quanh các vùng miền Trung. Dân chúng sẽ phải di tản, môi trường sẽ bị ô nhiễm trầm trọng, cả miền Trung sẽ bị phóng xạ bao trùm. Và đất nước ta sẽ bị chia đôi lâu dài, du lịch, xuất cảng, kinh tế sẽ bị tê liệt.
Kính thưa quý vị, vì dân chúng phản đối, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch bỏ dần điện hạt nhân và mới quyết định đóng cửa cho ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân sau cùng. Tương tự như ở Mã Lai, Nam Dương và Phi Luật Tân, dân chúng cũng mạnh mẽ phản đối điện hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân Batan, Phi Luật Tân trị giá khoảng 2 tỷ Mỹ Kim khởi công năm 1976. Nhưng năm 1986, chính phủ Phi Luật Tân đã phải quyết định không cho hoạt động vì nhà máy này nằm gần điểm đứt gãy của tầng địa chất và núi lửa đang hoạt động. Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm ngược lại, bất chấp lo ngại về độ an toàn của công nghệ hạt nhân sau thảm họa hạt nhân như ở Chernobyl hay như trận động đất gây ra sóng thần ở Fukushima năm 2011, hay cơn bão Haiyan ở Phi Luật Tân ngày 6 và ngày 7 tháng 11 2013 vừa qua. Thưa quý khán thính giả của SBTN Úc Châu, người dân Việt Nam cũng phải đứng lên và hành động chống lại kế hoạch phát triển điện hạt nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam quá vô nhân đạo và nguy hiểm cho hàng triệu người dân ở miền Trung Việt Nam. Phung phí hàng trăm tỷ Mỹ Kim mà còn có thể gây ra thảm họa hạt nhân cho cả dân tộc và đất nước. Kính thưa quý vị, tiết mục phân tích thời sự đến đây xin tạm dừng. Phan Đông Bích xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tiết mục kỳ tới. Chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Quỳnh Dung xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chúc quý vị một năm mới thật an khang và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.